Ngồi vậy hả? Ừ. Màng lật đồ, ơi, lật đồ. U rồi hả con? Đó, nó lật trên giường á. Ồt mò không? Lắm tía, lắm cái tay luôn. Mua đồ rồi hả con? Mua hiêu hả con? Nay chơi mua đen lão hen. U cái đầu luôn rồi. Nó chị hai nó quẩn à. Chở nó đi hết đầu đầu luôn đi, không tính nó mai hả, giờ hết nó. Bây giờ đi thì chứ không mai. Ơi trời ơi, dỡ cái giò lên hả? Dỡ cái giò lên đó coi. Dỡ cái giò lên làm cái gì? Cười hả? Cười không? Trời ơi, nay chơi cái mũ đen lạ quá trời vậy. Cái mũ đen này là quắc gì? Tưng 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 tưng. Ơi cái đầu đã quá ta. Ai hớt cái con vậy con? Đi rồi hai chở đi chứ, ai hớt gì? Chị hai Dương Tấn chở đi không? Chở heo ở đâu ạ? À? Cái tiệm trên đầu lộ này hay gì? 10.000 hả? À. Trời ơi, hết tóc rồi đó con, mới là lớn biết hết tóc rồi đó hả trọng nhân? Trọng nhân ơi, trọng nhân à, cười cái coi. Cười cái coi con, cười cái coi. Hì. Mẹ làm con lật u đầu hả con? Mẹ làm lật u đầu hả? Để cho lật sao u đầu léo? Lật trên giường á. Lật cười bắt đầu lật bị lật ngang hả? Không vững chứ gì, lật ngang cái gì? Bởi vậy cẩn thận đừng có để mèo trên giường nó lật cái sàn đó. Sáng giờ tôi cho nó nằm chiếu. Chạy chiếu chứ gạch á. Chi cười chúm chím đang ngủ mà sao thức vậy con hả? Không biết nghe, không biết nha. Đã không cưng không đốt mà không biết gì nguyện đi nguyện sao cô nguyện nhanh chứ vậy. Nói sao nó lớn lớn thì cho ta nghe luôn cô ơi. Trời ơi đừng có hỏi ông biết ăn không giùm cái nữa nha. Rồi liễu. Cố. Sao bữa nay thấy sao liễu? Có bằng thời cho cha thấy sao? Vui hả? Làm gì ếm gì vậy? Ẩm nè. Sao mà lật sao u đầu hả? Tức bụng quá. Tức bụng hả? Ẩm với ẩm đây luôn. Tức bụng xong mới lật ngang hả? À, nghe. Khóc luôn rồi. Khóc luôn hả? Lật khóc luôn hả? Nở luôn rồi. Khóc dữ không? Hên ở trên giường đó, đừng để mèo nó lật xuống dưới cây tiêu á. Giặt, giặt chiếu cho sạch để dưới gạch nè, cho nằm dưới gạch á, chắc ăn. Thấy không? Yeah. Thấy dòng nhân. Nay chơi 3 phân điều hả con? Cái này một phân điều, không tới một phân điều nữa. Làm gì dính dính dòi vậy? Sao buồn vậy? Sao buồn vậy trong nhân? Trong nhân ơi là trong nhân. Ờ còn ngáp nữa kìa, ngủ chưa đã kìa. Chú xuống rồi chú. Còn quá thức luôn. Chơi cái đầu thấy lạ quá khăn con. Nhìn gì với nó chứ ạ? Cái mật thu với cái gì vậy? Hử? Cái gì liệu? Cái mật thu. Cái mật thu hả? Cái mật cắt phải không? Cái mật cắt đâu trên giống? Mật thu. Nhìn gì với nó nha anh? Nhìn bên đó hả? Nhìn gì trong đó hả? Thì... Nhân ơi, Nhân ơi Nhân à, nay nhìn thấy lạ quá kỳ cô. Nhìn chú Vũ chưa con? Chú Vũ rồi. Ê, Nhân ơi, nhìn thấy nè. À, mê chú Vũ rồi, thôi chú Vũ quay đi, chú quay nữa. Ê ơi, sợp hôm nay đi dắt múa đều luôn không cô? Nay nghỉ rồi. Bữa nay nghỉ hả? Hôm qua có giá không? Có. Hôm kia có giá không? Có. Vậy là hôm nay có nhậu không? À, không. Không hen, rồi bữa nay thì chưa biết. Bữa nay là sập nói là không có giác hay gì? Hai nào cũng không có giác.
bữa nay là còn xanh quá. Hết lúa không? Còn xanh lúa chín nè. Thì coi như là hết lúa giác. Vậy là tại nay nghỉ hay gì? Nay nghỉ. Sắp nói con hay gì? Rồi nghỉ rồi đi đâu vậy? Đi đâu, chơi đi đâu á. Nếu nghỉ, nếu mà giác lúa thôi nghỉ chắc nhậu nữa quá. Không có. Không có hả? Không có. Sao cô biết không có? Không nổi đây, ông nổi đây mấy ông chết xuống rồi la con nữa à. Vậy đó hả? Ừ. Mấy người kia nói vậy hả? Ừ, mấy ông rủ qua mấy nhậu nha. Mấy ông chết xuống la đó. Vậy hả? Không có nhậu. À, vậy là ai rủ ai nhậu mà mấy người kia nói vậy? Rủ à, mình thợp. À. Rồi từ tôi không có nhậu. Nó bệnh đó, tự nhậu rồi. Thì cô nói với người ta vậy hay gì? Vũ nhậu mấy ông tóp xuống là cự hen. Ừ. Yeah. Nó ra đợt có vũ nhậu. Nó nhậu gì nó quạng gì đó. Nó tới nắng quá nó ấy á. Vậy là sáng có người vũ nhậu rồi ai nói vậy chị hai nói hả? Ừ. À, mấy người kia nói, người này ngủ người kia nói hen. Mấy người kia nói đừng có vũ à. Nhậu nó. Rồi. Yeah. Nó quạng gì đó. Mấy người kia nói đừng có uống sập nhậu nhậu với mấy ông tóp xuống la ha. Ừ, như là con thằng tôi sát bên cái thằng đó rồi uống nhậu đó. Dạ. Yeah. Rồi nó nói không nha. Nó bệnh đó, mấy ông cho nó nhậu rồi nó vừa nó quậy mẹ nó là nó được á. À mấy người kia nhắc mấy người nọ vậy ha. Ừ, vì cũng quý quá. Mẹ thằng sập con của bà Năm tôi đó. Dạ. Yeah. Nó vậy với chuyện qua như kia. Có thằng quỷ nào nó lạ quá à, tím mà chạp nhậu. Yeah. Tôi với thằng Tấn với thằng Liễu uống mẹ coi nhậu quay tiền bạc tôi mà nhậu ở cô chính nó lưỡng lại mấy ông nội đừng có lưỡng nhậu một cái nhậu gì nó quặn mẹ nó mới bệnh rồi mới hết đó. Nó vừa nó quặn đi phải bụi nữa giờ là lúc đó là sập đi giác lúa về nhà hay gì mà ngủ nó đi giác rồi à, về nhà quá. Nó đi giác rồi. Yeah. Nó chưa gì à mấy thằng quỷ bạn bè gì đó nó kiếm ăn cô có thằng sập nhà tôi à. Là nó nóng rồi nó mấy ông nội đừng có uống nhậu lúc đó tới nhà mà sập chưa về. Ừ à mấy thằng Tuấn đầu bị cô la luôn chửi. Yeah. Nó à, mấy ông mà cũng nó nhậu nó nóng mà gấp nó à, cái cơn đó hả à. Đừng có uống nhậu cô kéo cái khẩu trang lên khẩu trang nó nhậu cô... kéo khỏi cái cằm luôn là nó không có tụt nữa à, nhậu rồi với cái bữa mà nó ấy nó lợi đó luôn cũng nhậu nữa thì tôi nói, không nha ông mấy ông mà lên một lần nữa lần chó cắn là đang đáng chịu. Ê cái tính là chó không chó đẻ đây ba con nè ở ngoài bốn con dữ rồi đâu đây nè đẻ mấy chó này đẻ sai với ta đẻ hoài luôn rồi đây ba con nè con kia nó đẻ trước con này đẻ sau nè trúng con này nè trúng này à rồi con đâu hết rồi trúng này nè rồi một con rồi đâu nữa rồi đây nữa nè ngay nè ờ à, đó con khỏi chui rút nữa hả nóng quá vậy chui vô đó thì tội nghiệp vậy ở đây con nó bò ra rồi có bò ra tới đó luôn à tôi mà mới trắng đầu lại nè che cho nó nắng thấy bà nó luôn tội nghiệp nó che lại đó chưa lát cô lấy cho miếng này nè miếng này nó còn nóng rồi cái bài kia đâu hả bài kia đâu ở ngoài ngoài trước kia kìa trước nào cô đây nè đi lên đây nè mấy chó này đẻ hoài tội nghiệp mấy chó con nó dễ dầu mưa nắng cứ gà không có mưa chứ phải có mưa tội nghiệp đó ở ngoài ngoài bụi này nó gì đâu chó ở trốn chỗ kín dữ ha thôi rồi thôi rồi chui tới đây xanh hả ừ khôn quá ha chui tới đây xanh bốn con nữa bốn con hả ừ. Rồi cô né ra đi con quay thứ này cái lỗ nhỏ quá rồi cô xích bên kia đi xích bên kia đi ờ có bốn kìa bốn con luôn chú có tính luôn không
con không nuôi được. Coi ai có ấy à, hổ. À, chỉ là rồi bốn dánh đuôi luôn. Ừ. Hai con chó đen. Đảo ha. Nghiệp quá. Cũng năng nằm vậy đó mà ai mà con Liễu hỏi cái gì con chó nó khôn quá mẹ. Cũng năng ngủ vậy mà nó nghe ai đi bịch bịch rồi nói thủa. Tại sao thủa liền ha. Ừ. Con khôn lắm con chó. Chó mà vậy? Chó là cái loài động vật thông minh mà. Ừ. Ở nhà. Chó là một loài động vật trung thành với chủ. Khôn lắm. Dạ. Nó khôn mà chứ hả? Mấy con kia mỗi nhà bán con đi tối ngày rồi đâu có nuôi chó được, nuôi rồi bỏ nó nhà đâu có ai cho nó ăn uống gì công nghiệp hết. Ăn rất ngon chứ. Con nó có đi học không? Chó là khôn lắm á. Dạ.